liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất. Mở rộng điều tra vụ án, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã khởi tố 55 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thông tin trên được tất cả báo chí truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải hôm 25 tháng 4. Thêm vào đó, các nguồn tin cũng cho rằng là lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 50 kg ma túy. Tuy nhiên, 55 bị can đó là ai? Có liên quan như thế nào đến 4 nữ tiếp viên hàng không Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân? Kế hoạch bắt giữ hơn 50 kg ma túy kia là như thế nào? Có bao gồm luôn cả 11 kg ma túy mà các cô trên đã mang về trước đó hay không? Tất cả đều chưa được tiết lộ. Quay trở lại, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 16 tây tháng 3, thì nhân viên hải quan của phi trường Tân Sơn Nhất đã phát hiện ra một lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm có 4 vali của các tiếp viên hàng không Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi đó, thì giới hữu trách đã phát hiện trong 4 vali này, ngoài các vật dụng cá nhân, còn có tổng cộng là 327 tuýp kem đánh răng chưa mở nắp với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ, cùng với 17 chai nước súc miệng. Khi mà kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng này, thì phát hiện ra là có đến 157 tuýp chứa tổng cộng hơn 11.2 kg ma túy các loại. Ngày 17 tháng 3, thì Chi cục Hải quan đã chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ theo kết quả điều tra bước đầu, thì ngày 21 tây tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối chiếu với các quy định của pháp luật và bước đầu xác định là khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một đối tượng người Việt Nam đã nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này cho rằng không biết bên trong của 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển kia là có 157 tuýp bị trà trộn cất giấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự các tiếp viên. Đến ngày 22 tháng 3, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định là trả tự do cho 4 cô này. Cùng ngày, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh lại khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Tại cái buổi họp báo định kỳ kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 30 tháng 3 thì ông Thượng tá Lê Mạnh Hà là Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tội phạm ma túy thường thu lợi rất lớn nên tội phạm này thường không từ thủ đoạn nào bằng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Nhưng dù thủ đoạn nào thì bản chất khách quan không thể thay đổi nên trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ diễn biến hành vi phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không hàm oan người vô tội. Đó là trách nhiệm của lực lượng công an. Tuy nhiên, vụ việc này đã gây nên một làn sóng tranh cãi, nghi ngờ cho tất cả những người theo dõi. Nhưng mà vụ việc này đến nay nó như thế nào? 4 cô đó có trong danh sách của 55 người bị truy tố hay không? Chúng ta chờ xem trong thời gian tới.